Tóm tắt tác phẩm. Vợ nhặt. Anh Tràng ở xóm Ngũ Cư làm nghề kéo xe bò chở thuê. Đã nhiều tuổi thô kệch, có tính vừa đi vừa nói lảm nhảm như kẻ dở hơi. Bà cụ Tứ mẹ hắn nghèo khổ, hai mẹ con ở trong một mái nhà tranh rúng ró, vắng teo. Trận đói kinh khủng đang diễn ra, người chết đói như ngã rạ. Một lần kéo xe thóc liên đoàn lên tỉnh, hắn hò một câu giật dốc rất tình. Một cô gái loan toan chạy lại đẩy xe cho Tràng, liếc mắt cười tít. Lần thứ hai Tràng gặp lại Thị, trông khác hẳn, Thị gầy sọp hẳn đi, áo quần tả tơi như tổ đĩa. Một vài câu trách móc mời chào, Thị ăn một chập bốn bát bánh đúc do Tràng đãi, mua một cái thúng và hai hào dầu. Tràng dẫn Thị về nhà ra mắt mẹ. Sớm Ngũ Cư ngạc nhiên khi thấy người đàn bà xa lạ đi theo Tràng. Họ bàn tán và có phần lo ngại. Trong nhà nhem tối, bà cụ Tứ gặp và nói chuyện với nàng dâu mới. Lần đầu nhà Tràng có dầu thắp đèn. Tiếng ai hờ khóc người chết đói ngoài sớm lọt vào. Sáng sớm hôm sau, bà mẹ chồng và nàng dâu mới quét dọn trong nhà ngoài sân. Bữa cơm, cháo cám đón nàng dâu mới. Bà cụ Tứ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn gia cảnh với con dâu, nói toàn chuyện vui chuyện sung sướng sau này. Lại một buổi sáng tiếng trống thúc thuế dồn dập, quả đen bay dù như mây đen. Thì nói về chuyện Diệp Minh phá kho thóc Nhật, Tràng nhớ lại lá cờ đỏ bay phấp phới hôm nào.